Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback hạng B nhập khẩu nguyên chiếc, quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu từ Thái Lan này được nhập khẩu bởi hãng Toyota Việt Nam có hai bản, quý bạn nhé. Phiên bản E và phiên bản G. Phiên bản E là cái phiên bản thấp hơn, phiên bản thiếu đồ. Ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này thì full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và mới chạy có hơn 3 vạn km thôi, 3 vạn rưỡi km. 3 vạn rưỡi km các bạn nhé. Đấy, phiên bản G. Đầy đủ option hơn, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, ở phiên bản G là đầy đủ đồ nhất các bạn ạ. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Chiếc xe được nhập khẩu từ Thái Lan, nhập khởi bởi công ty Toyota Việt Nam các bạn nhé. Phân phối bởi Toyota Việt Nam. Đấy, màu trắng, nhập khẩu từ Thái Lan. Toàn bộ cái cụm đèn hậu này đều rất là đẹp này. Dàn lốp rất là mới luôn các bạn ạ. Dàn lốp này thì được chủ xe cũng vừa mới thay. Cả một dàn lốp Michelin rất xịn, đi rất là êm luôn các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, đè nổ, start top, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Ngoại thất chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng, cũng chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Và nhìn về phần đầu thì quý vị và các bạn biết được ngay là phiên bản G hay là phiên bản E các bạn nhé. Đấy, ở phiên bản E thì đèn halogen thường thôi. Phiên bản G thì xe được trang bị đèn pha bi xenon các bạn ạ. Đấy, nhìn phần đầu chúng ta phân biệt được luôn bản E và bản G ở cái cụm đèn pha. Đèn pha của bản G là đèn pha bi xenon, và đèn bộ cụm đèn pha này còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn này. Cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Và ở cái phiên bản G này thì xe cũng đã được trang bị sẵn là nội thất ghế da. Đấy, và đây là cái táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Toàn bộ táp bi đều rất là đẹp. Chiếc xe mới lăn bánh có 3 vạn rưỡi km thôi, cho nên là còn rất đẹp. Toàn bộ vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả là còn rất là đẹp. Và chiếc xe này full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng đây các bạn này. Mỗi một lần đi thay dầu là đều có nhắc bảo hành đây các bạn này. Đang 3 vạn rưỡi mà nhà đồng hồ công tơ mét 3 vạn rưỡi và đang nhắc lịch là 3 vạn 8 đây các bạn này. Đấy, tức là vừa mới thay dầu và đi được có 1.000 thôi các bạn ạ. Đấy, toàn bộ chiếc xe này đều được chủ xe bảo dưỡng tại hãng. Và nội thất ghế da đây các bạn này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất tại Toyota Thái Lan. Đấy, và sản xuất năm 2017 các bạn nhé. Nhập khởi bởi công ty Toyota Việt Nam. Đấy, tem của Toyota Thái Lan đấy ạ. Đấy, sản xuất tại Thái Lan rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và ở cái phiên bản G này thì option thì rất là nhiều. Khóa thông minh, đè nổ, start top, điều hòa, tự động. Đấy, và nội thất ghế da, đèn pha bi xenon. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất các bạn nhé. Chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Nếu như chạy trong phố 7 lít, nhưng nếu như chạy ở ngoài đường trường chưa đến 5 lít xăng cho 100 km các bạn ạ. Đấy, phiên bản G. Cho nên là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Xe nhập khẩu nó đắt nhưng mà lại đi lại tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là cái nội thất hàng ghế sau các bạn ạ. Nội thất hàng ghế sau, ghế da rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Vì thông thường là những chiếc xe ô tô thì không chạy dịch vụ gì thì hàng ghế sau là ít người ngồi. Còn những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì đằng sau cũng rất là nhiều người ngồi các bạn nhé. Ở cái phiên bản Toyota Yaris thì chắc chắn một điều là không ai mua về để chạy dịch vụ ạ. Vì chiếc xe này mới rất là đắt tiền. Và đây là cái ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau đấy ạ. Ốc cốp sau và keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản hết. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, từ keo chỉ này, ốc cốp sau này, đều nguyên bản và đều rất là mới như này, này các bạn này. Đấy, đi xin mua xe cũ thì quý vị và các bạn cứ xem kỹ cho tôi về phần đầu và phần sau. Đấy, rất đẹp luôn, những phần nỉ trần. Trần của chiếc xe Yaris này là trần màu đen cho nên là
cũng rất là sạch các bạn ạ, không có bị bẩn như đâu ạ. Đấy, nội thất ghế da còn nguyên bản này, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Và đây là cái khoang cốp sau đây. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu bạn ạ. Mấy hôm nay là mưa, trời nó mưa phùn ẩm ướt cho nên là mua xe về là chúng tôi không có dọn. Nếu mà dọn đi nó lại ẩm ướt, nó không khô được. Nó rất là hôi các bạn nhá. Nhưng điều đặc biệt ở chiếc xe này thì các bạn thấy đấy ạ. Lăn bánh 3,5 vạn km và lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua này. Xe được sản xuất năm 2017 thì đết lốp sơ cua đây cũng là 2017 luôn các bạn nhá. Đấy, chưa có hạ lốp đâu, lốp còn mới tinh luôn các bạn nhá. Đấy, phải nói là những chiếc xe này phần lớn là dành cho chị em phụ nữ, cho nên là chị em phụ nữ đi đường có xịt lốp cũng gọi cứu hộ chứ không dùng đến cái lốp sơ cua, cho nên là nó còn nguyên chưa hạ các bạn ạ. Chiếc xe này là đăng ký tên của một bạn nữ quý vị và nhá, chủ xe là nữ sử dụng. Đấy, và đây là cái táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa phía sau bên phụ các bạn nhá. Toàn bộ từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa cũng còn nguyên bản luôn các bạn nhá. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất hàng ghế phía sau đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ ghế da đến trần đến sàn, táp bi đều rất đẹp, rất là mới luôn. Đấy, xe được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Cánh cửa phía trước bên phụ, toàn bộ từ keo chỉ còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa cũng còn nguyên bản và còn rất là mới như này đây các bạn này. Một chiếc xe chúng tôi chưa có dọn dẹp nhưng mà nó đã sạch đẹp như này, đẹp từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Điều hòa thì tự động rồi. Đầu màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Ở cái phiên bản G thì option là đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Không như những chiếc xe ở phiên bản E đâu. Phiên bản E là phiên bản thiếu đồ. Đấy, rất là đẹp rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris G 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít. Đấy, dung tích 1.5 lít. Và chiếc xe này chúng tôi chưa dọn đây này, rất bẩn luôn. Nhưng mà ốc capo còn nguyên, keo chỉ capo là còn nguyên bản các bạn nhé. Toàn bộ từ ốc capo đến keo chỉ capo đến tem còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp như này đây. Đấy, ốc còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Đấy, và cái động cơ rất là mới luôn các bạn nhé. 2017 mới lăn bánh có 3,5 vạn thôi, cho nên là còn rất là đẹp. Động cơ thì đua VVTi, rất tiết kiệm nhiên liệu này. Tất cả những con ốc đều còn nguyên bản các bạn nhé. Rất là đẹp, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2017 này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.